Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Quý vị và các bạn nhé, đó chính là chiếc xe Mitsubishi Triton. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, phiên bản số tự động một cầu. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này quý bạn nhé, còn zin nguyên bản, có thể nói là zin luôn cả từ nước sơn luôn bạn ạ. Sơn zin cả xe, dàn lốp theo xe cũng còn mới tinh. Đấy, dàn lốp thì còn rất là dày, lốp siêu cua cũng mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Chạy đúng 4,5 km thôi quý vị và các bạn ạ. Cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ 4,5 đồng hồ chuẩn, chúng tôi không tua nhé. Vì chiếc xe này là còn bảo hành tại hãng. Đấy, tua là đồng hồ là từ chối bảo hành ngay, hãng sẽ từ chối bảo hành ngay. Và chiếc xe này thì full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này thì gần như là chủ xe cũng chỉ mới thay dầu, vệ sinh, lọc dầu mấy các thứ thôi các bạn ạ. Không có gì phải nói, không có gì phải bàn về chất lượng của chiếc xe này các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm rất là nhiều đồ, ví dụ như là màn hình Android rất là xịn này, camera lùi, camera hành trình rất là xịn rồi. Cái bộ màn hình này là chủ xe lắp thêm là hơn 10 triệu đồng đấy quý vị các bạn nhé. Đấy, cho nên là chất lượng thì quý vị các bạn không phải bàn. Giá thì chiếc xe này chúng tôi đang bán rất là hợp lý quý vị các bạn nhé, chỉ 565 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe bán tải nhập khẩu và số tự động này các bạn nhé. Đấy, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đấy là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 số tự động một cầu, có thể nói là siêu lướt này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 này các bạn nhé. Xem nào, bên ngoài, phần ngoại thất bên ngoài, phần nước sơn bên ngoài có còn zin như tôi nói vừa nói không như các bạn nhé. Đấy thì mời quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này, nước sơn còn zin cả xe luôn các bạn nhé. Tuy nhiên nó cũng có một số chỗ nó hơi xước sát một chút thôi. Thì chúng tôi mua về là nó cũng đã xước rồi, tại vì là chủ cũ người ta đi thì không thể tránh khỏi được cái việc xước sát các bạn nhé. Nhưng mà tôi sẽ để yên, để nguyên cho nó zin các bạn ạ. Tại vì là những chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, nước sơn từ nước ngoài là nước sơn nó zin, nó còn bền lắm các bạn ạ. Đây là khác hẳn so với nước sơn tại Việt Nam bạn nhé. Nếu như sơn lại thì cái nước sơn nó sẽ không bền đâu các bạn ạ. Nước sơn nhập khẩu thì rất là tốt đấy. Tất cả là còn mới nguyên các bạn nhé. Nhìn cả phần sơn bên lái này, sơn bên phụ này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Bên ngoài nước sơn còn zin, cho nên là bên trong cũng còn nguyên zin là điều đương nhiên rồi. Tôi quay tôi giới thiệu qua cho quý vị các bạn thôi. Về chiếc xe này thì đúng nghĩa là không phải bàn về chất lượng, chúng ta chỉ bàn về giá thôi, vì nó còn mới như này đây các bạn xem này. Đấy, nhìn về cái phần đầu các bạn xem này, phần ba đời sốc trước này, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, không khác gì một chiếc xe mới luôn các bạn nhé. Đấy, tôi quay cho quý vị các bạn xem này. Một chiếc xe rất là mới luôn, toàn bộ từ những cụm đèn pha, đèn này là đèn xi nhan này, bên trên này là đèn pha này này. Đèn pha là đã được trang bị đèn pha bi rồi các bạn nhá. Đấy, đèn pha bi rất là mới, một chiếc xe rất là mới luôn đấy ạ. Có thể nói là một chiếc xe siêu lướt này, không phải bàn về chất lượng, rất đẹp luôn. Còn nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhá. Xi nhan được tích hợp ở trên tai, bậc cửa xe thì có sẵn rồi. Đấy, đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Và đây là cái phần ba đời sốc sau. Toàn bộ từ những cái phần ba đời sốc sau này cũng còn nguyên zin này, chưa có bị xước sát các bạn nhé. Chưa có bị đâm va, chưa có bị xước sát, chưa phải làm lại cái gì cả các bạn ạ. Từ những cụm đèn hậu này cũng còn rất là mới này. Toàn bộ những nẹp chrome này, logo này, chữ này đều rất là sáng luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, camera lùi này. Đấy, và cụm đèn hậu bên này đều mới tinh luôn quý vị các bạn nhé. Dàn lốp theo xe đây các bạn xem này, một dàn lốp rất là mới. Vì chiếc xe này mới chạy có hơn 4,000 km thôi các bạn ạ. Một dàn lốp của những chiếc xe khác thì có thể chạy được 6-7 vạn, nhưng dàn lốp của một chiếc xe bán tải phải chạy trên 10 vạn các bạn ạ.
và phụ thuộc vào chạy ở đường nữa các bạn ạ. Đường có đường đẹp hay không. Như chiếc xe này là chủ xe chạy ở phố đây này, chạy ở thành phố, cho nên là cái hoa nó còn rất là dày và nó không bị vỡ nhá. Những chiếc xe bán tải mà chạy ở đường xấu là nó hay bị vỡ hoa các bạn ạ. Đây hoa này thì còn dày và còn nguyên không vỡ này, rất là sắc cạnh này. Đấy, và đết lốp đây, cả 5 quả lốp đều đết 2022 nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2022. Là lốp này sản xuất từ tuần thứ 60, lốp sản xuất cuối năm 2022 luôn này. Đấy, dàn lốp đây các bạn xem này, quả trước này cũng vậy này, còn rất là dày luôn các bạn nhé. Đấy, những cái cạnh này nó rất là sắc, chứng tỏ là chiếc xe này chạy ở phố, không phải chạy ở đường xấu các bạn ạ, không phải chạy ở đường đèo hay không chạy đường đá. Thì là lốp đẹp này, 2022 đây các bạn nhé. Còn nguyên zin hết luôn cả xe, cả dàn lốp này đều zin này. Đấy, hoa thì rất là dày đây các bạn nhé. Hoa lốp này, dày và không vỡ cạnh này. Đấy, cả 5 quả lốp luôn là sản xuất tuần thứ 60, tức là sản xuất cuối năm 2022 này. Đấy, đây, quả sau này, cạnh lốp cũng rất là dày luôn các bạn này. Đấy, cái hoa lốp cạnh dày luôn. Và đết lốp là 2022. Đây, tuần thứ 03 năm 2022 này. Đấy, 2022 luôn các bạn nhé, rất là đẹp. Lốp siêu cua còn mới tinh. Đây, thưa với quý vị các bạn này, lốp siêu cua còn mới tinh, còn nguyên vạch sơn này. Đấy, lốp siêu cua còn mới tinh như này đây, nguyên vạch sơn, lốp chưa hạ. Đấy, và phần gầm quý bạn xem đây, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, đẹp đẽ cả xe rồi, cả gầm rồi. Cho nên là chiếc xe này thì đúng nghĩa là dọn thôi, chứ còn không dọn thì chiếc xe này nó cũng còn như mới này. Đấy, tất cả là còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Đấy, chiếc xe bán tải thì nó chạy ở phố thì cái gầm nó đẹp như này đây các bạn này. Đấy, một chiếc xe chạy ở phố nhá thì nó đẹp như này, chứ còn những chiếc xe mà chạy ở vùng biển là một này, vùng đồi núi là hai này, thì gầm không bao giờ được đẹp, không bao giờ được mới như này đâu các bạn này. Đấy, cái gầm này rất là mới luôn các bạn nhá. Đấy, tôi quay chi tiết những chiếc xe bán tải gầm nó cao, cho nên là tôi quay chi tiết được cho quý vị các bạn xem này. Đấy, những cái phần gầm đây, những phần giảm xóc này, hốc lốp giảm xóc này đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đây, phần gầm đều rất là đẹp này. Đấy, chiếc xe chạy ở thành phố thì quý vị các bạn yên tâm luôn, không phải lo gì về chất lượng đâu, rất đẹp luôn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong của chiếc xe. Chia sẻ luôn với quý vị các bạn, nước sơn bên ngoài còn nguyên zin, thì cái phần keo chỉ này là nó còn nguyên zin là điều đương nhiên rồi các bạn nhé. Tôi không phải giới thiệu về phần keo chỉ nữa này, chỉ giới thiệu cho quý vị các bạn xem về cái phần nội thất đều rất là mới, rất là đẹp như này đây. Tôi sẽ nổ máy chiếc xe này lên cho nó mát một chút để tôi sẽ lên tôi giới thiệu cho quý vị các bạn về chiếc xe này nhé. Nguyên bản của những chiếc xe bán tải thì là đều có ghế nỉ thôi các bạn nhé. Thì chiếc xe này là chủ xe không bọc ghế da đâu, còn nguyên nỉ và nỉ rất mới như này đây. Đấy, nỉ rất mới này. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, vô lăng thì tích hợp các phím điều khiển rồi các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị các bạn, chiếc xe lăn bánh đúng 4.7 km các bạn nhé. Đấy, lăn bánh đúng 4.7 này. Toàn bộ từ táp lô, táp bi đều rất đẹp như này đây. Nội thất ghế da nguyên bản này, lót sàn này, trải sàn 5D đây các bạn này, lót sàn da 5D đây các bạn nhé. Đấy, đều rất là đẹp luôn, mới luôn bạn nhé. Và đây là cái phần táp bi cánh cửa phía sau bên lái này, cũng giống như táp bi cánh cửa trước thôi. Cái táp bi còn rất là đẹp. Nội thất đằng sau thì chiếc xe này đều rất đẹp luôn các bạn này. Ghế nỉ nguyên bản và rất là mới như này đây. Lót sàn 5D này. Đấy, đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, những cái gần tựa gối này đều mới tinh luôn quý vị các bạn ạ. Tựa gối này. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn bước lên xe để tôi giới thiệu về cái phần option bên trong của chiếc xe. Đấy, thưa với quý vị các bạn, mùa hè là đi quay video này rất là vất vả các bạn ạ. Cái điện thoại của tôi nó cứ ngắt lên ngắt xuống, tức là khi quay ở ngoài thời tiết trời nóng ấy là nó cứ tự ngắt. Nhiệt độ nó lên cao là cái điện thoại nó tự ngắt. Đấy, cho nên là ngồi lên trên xe mà điều hòa mát như thế này là rất là thích luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét thì cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ zin rồi. 4.7 nguyên zin các bạn nhé. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Cruise control này, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động này. Đấy, màn hình Android, chiếc xe này thì chủ xe đã lên cái màn hình ZTEC này cũng rất là xịn luôn các bạn nhé. Đấy, màn hình ZTEC rất xịn luôn này. Và tích hợp cả camera lùi, camera hành trình đây. Đấy, đã tích hợp cả camera lùi
camera hành trình rồi các bạn nhé. Và rất là đẹp đây, một chiếc xe bán tải thì 15 bánh có hơn 4 vạn như này thôi thì gần như là một chiếc xe mới các bạn ạ. Từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, và phần trần, đặc biệt là cái phần trần đây các bạn này, chủ xe là bọc ni lông đấy, chủ xe rất là cẩn thận bọc ni lông là sợ nó bẩn cái trần này, cho nên là nếu như bóc cái ni lông này ra là cái trần này nó mới tinh luôn các bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn nào mà không thích cái bọc ni lông này thì rất là dễ các bạn nhé, chỉ bóc cái ni lông này ra thì rất đơn giản thôi, bóc ni lông dễ lắm, khác với những chiếc xe mà bọc trần 3D đấy, bọc trần da, bọc trần 3D là chúng ta không thể bóc ra được nhá. Nhưng mà cái ni lông này thì chỉ trong phút mốt là đã có thể bóc ra được đấy, và những cái phần nhựa này nó còn mới tinh như này đây các bạn này, tất cả những cái tay nắm này gần như đều mới, một chiếc xe bán tải rất là mới đây các bạn nhá. Đấy, một chiếc xe bán tải mà được chủ xe giữ gìn như này thì nó cũng không có nhiều trên thị trường đâu quý vị các bạn ạ, con số nó ít thôi. Đấy, vì là đa số những chiếc xe bán tải được người dân mua về để đi lao động là chính, sử dụng với mục đích chở đồ hoặc là lao động là chính. Nhưng chiếc xe này thì chủ xe cũng không chở đồ các bạn nhé. Đây, không chở đồ thì tôi chứng minh cho quý vị các bạn xem. Chủ xe không lắp nắp thùng. Đằng sau này là không lắp nắp thùng này. Những cái phần nhựa này nó còn nguyên zin không xước này. Đấy, những cái này không xước này. Đấy, những người nào mà mua về là chở đồ là nhìn cái này nó xước sát cơ. Cái này là nó chỉ hơi bẩn một chút là do chúng tôi để nước nó đọng ở trên cái này nhá. Khi mà rửa xe ấy là nước nó hay đọng là nó có chút bụi bẩn thôi, chứ còn bây giờ đằng sau này là những cái phần nhựa này cũng còn rất là mới luôn các bạn nhá. Đấy, chưa có bị xước sát gì ở cái nắp thùng đâu. Một chiếc xe không chở đồ nhá, nhiều người là chở đồ là cái nắp thùng này, phần nhựa này xước sát hết rồi. Đây, những con ốc ở trong đây là còn đều nguyên zin này. Keo chỉ bên trong này cũng còn nguyên zin hết luôn các bạn nhá. Đấy, tất cả những cái phần keo chỉ ở trong cái cửa này là nguyên zin luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, và cũng không chở đồ quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đấy, táp bi cánh cửa đều rất là đẹp luôn này. Đây là táp bi cánh cửa nhé. Bước vào đến bên trong, nội thất hàng ghế sau đều rất là đẹp này, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Phần nỉ này đều rất là mới. Chiếc xe này là tôi mua được của một chủ xe, chủ xe là một bạn nữ sử dụng các bạn nhé. Đấy, cho nên là bạn chủ yếu là để đi làm thôi, cho nên là không có chở đồ, cũng không có sử dụng gì nhiều, cho nên là cái ghế này bạn ấy không bọc ra đâu. Nếu như quý vị và bạn nào mà bây giờ thích bọc ra đến mua, chúng tôi có thể tặng luôn quý vị các bạn bọc bộ ghế ra cho chiếc xe này. Đấy, chúng tôi có thể không bớt giá nữa, chúng tôi có thể tặng quý vị và các bạn luôn là bọc ra. Quý vị các bạn nào mà cần lắp nắp thùng hay là cần làm bất cứ một cái gì, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ được cho quý vị các bạn, cho nên là quý vị các bạn yên tâm nhé. Mua một chiếc xe cũ thì quý vị và các bạn bây giờ mà đi mua một chiếc xe mới, quý vị và các bạn phải bỏ tiền ra rất là nhiều, từ lắp màn hình là một này, trải sàn da này, sàn 5D này, dán kính, dán phim cách nhiệt, thì chiếc xe này thì đã có đầy đủ từ phim cách nhiệt rồi này, trải sàn da rồi, tuy thiếu mỗi cái nắp thùng là một này, cái ghế da này là hai này. Đấy, nếu như mà quý vị các bạn nào mà mua mà cần thiết những cái này thì chúng tôi có thể hỗ trợ được. Nắp thùng cũng rất đơn giản thôi. Nắp thùng nó lại phụ thuộc vào từng người một, mỗi một người có mục đích sử dụng khác nhau. Người thì chở đồ cồng kềnh thì không thích lắp nắp thùng, người thì không chở đồ hay là người thì để đồ cá nhân lặt vặt thì thích lắp cái nắp thùng thấp. À, lắp cái nắp thùng nó có mui để cho nó để được nhiều đồ. Đây là mỗi người sử dụng một khác nhau các bạn nhá. Thì quý vị các bạn nào mà đến mua chiếc xe này có thể chúng tôi hỗ trợ được luôn cho quý vị các bạn, kể cả là những cái phần lắp nắp thùng, trải lắp ghế da, đấy chúng tôi có thể hỗ trợ được quý bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Thì Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Triton 2022 này là một cái khối động cơ diesel, tức là động cơ dầu common rail với dung tích 2.5 lít quý vị các bạn nhé. Động cơ này gọi là động cơ Mivec rồi. Bắt đầu từ khi 2017 thì Mitsubishi cũng đã nâng cấp của cái động cơ này lên, gọi là động cơ Mivec, nổ rất là êm và lại tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Và ở cái động cơ này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là nó còn nguyên bản này, đến không chúng tôi không dọn cơ. Đây nó còn bẩn đây này, nếu như dọn là cái này nó sạch đi này. Đấy, nhưng mà chúng tôi còn không dọn các bạn nhé, còn để cho nó nguyên bản, vì chiếc xe này chạy có hơn 4 vạn thôi, cho nên là không khác gì một cái động cơ mới. Ở một chiếc ô tô mà chạy hơn 4 vạn thì nó cũng chưa ăn thua gì các bạn ạ. Đấy, còn mới tinh như này đây, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu. Đây, những cái này là bẩn này, nếu mà lau đi cái là nó sạch, nhưng mà chúng tôi còn chưa dọn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe có thể nói là đẹp và còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Ốc cabo cũng còn nguyên này. Tôi lại quên, theo nghiệp vụ là tôi cứ hay giới thiệu, chứ chiếc xe này thì không phải giới thiệu cho quý vị các bạn là ốc mới lại keo chỉ đâu.
nước sơn nó còn zin, nó còn nguyên bản, bên ngoài còn nguyên bản, là bên trong này nó còn nguyên bản là điều đương nhiên rồi các bạn ạ. Đấy, sơn zin nguyên bản, bên trong là còn nguyên là điều đương nhiên, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Không những nó còn nguyên bản mà nó còn mới như này đây các bạn này. Tất cả những con ốc còn mới, còn sáng choang như này đây các bạn xem này. Đấy, chưa có một con ốc nào bị tháo ra nhá, còn mới tinh luôn. Một chiếc xe này mới chạy gần như là chạy hết roda thôi, còn mới hết luôn cả từ tất cả từ đến cái dàn lốp cho đến cái phần chi tiết động cơ đều mới hết luôn quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 siêu lướt hơn 4 vạn km này các bạn nhé, còn bảo hành tại hãng luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là tất cả là còn nguyên bản, nguyên zin từ nước sơn, rất là đẹp, rất là mới, và chúng tôi đang bán với giá là 565 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 số tự động một cầu siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.